xin được giới thiệu đến với mọi người một trụ thạch anh đen rất dài và đẹp. Trụ này thì chiều dài của viên đá đạt được là 16 cm. Phần chóp này thì đã được mài, do tự nhiên nó xấu quá thì đã mài lại cho nó đẹp. Các cái cạnh này là đang còn nguyên bản của tự nhiên. Cạnh này cũng là cạnh nguyên bản. Cạnh này là cạnh được mài rồi các bác nhé. Do nó nguyên bản nó không được đẹp cho nên là đã tiến hành mài rồi. Nhìn thấy cạnh mài nó biết ngay, nó sẽ có độ bóng hơn nhưng mà nó không có cái độ sắc nét bằng so với các cạnh tự nhiên. Cạnh này cũng là cạnh mài. Viên này có hai cạnh bên đã mài và cái chóp thì đã mài một phần. Tức là vừa có yếu tố tác động của con người vào mà vừa còn giữ cái một phần của cái tự nhiên. Trụ này được cái ưu điểm nó là rất dài, tuy rằng không to nhưng mà lại rất dài, khá đẹp. Thạch anh đen này các bác nào nếu đã chơi thì sẽ biết đây có thể nói là dòng thạch anh mà mang lại cái năng lượng cao nhất trong tất cả các dòng thạch anh. Cho nên giá thành nó thường rất cao. Đây là hàng 100% của Việt Nam. Viên này đều có nguồn gốc xuất xứ là từ Khánh Hòa. Ở Thanh Hóa thì không có cái dòng này. Tôi mua về một viên để chơi cho biết. Các bác xem lại phần chóp. Hai cạnh bên này thì chưa mài. Hai cạnh này thì chưa mài. Nhưng mà ba cái cạnh này, hai ba cạnh này thì đã mài. Đã mài qua rồi nhưng mà vẫn rất đẹp. Quá trình mài và đánh bóng thì hoàn toàn là tự nhiên, không dùng một loại hóa chất nào cả. Phần đuôi của đá. Các bác xem xong video thì vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ và tiếp tục theo dõi các cái sản phẩm đá quý trong thiên nhiên mà tôi sẽ giới thiệu đến các bác trong thời gian tới. Cảm ơn các bác đã xem hết video.